Xin mến chào quý khán thính giả thân thương của kênh Radio Hay. Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ sinh ra vốn là chân yếu tay mềm, mà người ta vẫn thường nói là phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Thế nhưng mà cũng có những người phụ nữ có tính ghen ghét, đố kỵ. Và hôm nay, Hồ Nụ sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện mà có người mẹ kế và ba bà chị em dâu cùng sống chung nhà với nhau. Để xem khi bốn bà phụ nữ cùng sống chung với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Và quý vị và các bạn ơi, nhớ ủng hộ kênh Chuyện và Hồ Nụ bằng cách đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ và thư giãn. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày kết hôn. Tôi hiện tại cũng có hơi lo lắng. Kết hôn rồi thì khác bây giờ lắm. Không phải chỉ cần tình cảm là được. Nhiều mối quan hệ cần phải chú ý. Đặc biệt là quan hệ giữa mẹ chồng và nàng sâu mà cô gái nào kết hôn cũng lo sợ. Mẹ anh Quân, chồng sắp cưới của cô lại không phải mẹ ruột. Nghe nói ba anh và mẹ kế gặp nhau qua mai mối, cưới nhau cũng vui vẻ hạnh phúc lắm. Nhưng mà phận bạc duyên mỏng, một năm sau đó thì ba anh qua đời, mẹ kế thì ở chung với anh đến tận bây giờ. Nhà Quân còn có hai anh trai, anh cả đi làm xa nhưng thu nhập cũng khá. Chị Linh vợ anh ở nhà chỉ việc trông con nhỏ. Anh Thứ không may gặp phải tai nạn lao động, bất khi còn trẻ, vợ anh là chị vân không đi thêm bước nữa chỉ có một đứa con hai mẹ con sống cùng nhau còn quân là con trai út đang là cảnh sát đặc nhiệm công việc có phần nguy hiểm nhưng mà anh ấy lại rất yêu thích quân gặp thư cũng trong một lần anh giúp cô bắt cướp sắp tới là ngày số 3 năm của ba quân thư chuẩn bị đến nhà anh khá sớm dù sao đợt này cũng là dịp ra mắt với họ hàng nhà anh nên để lại ấn tượng tốt vẫn hơn lúc thư đến chỉ thấy mỗi mình mẹ kế của quân là mẹ Huệ đang loay hoay trong bếp. Món chính đều đã đặt nhà hàng mang đến, chỉ cần chuẩn bị thêm vài món canh sau đơn giản. Tư Nha nhẹn chạy vào chào hỏi. Con chào mẹ, mẹ để con phụ việc nhé. Mẹ Huệ quay lại nhìn cô cười hiền hậu, khóe mắt đã nhiều vết nhăn, khuôn mặt tràn đầy vẻ tử ái. Thư đấy hả con, giúp mẹ rửa ít sao này là được rồi nhá. Cũng không có mấy việc đâu, sao phải qua sớm thế này? Từ lúc gặp mẹ Huệ, nỗi lo lắng về mẹ chồng nàng sâu trong lòng thư cũng vơi hẳn đi. Mẹ Huệ vô cùng dịu dàng hiền lành, làm gì có bộ sáng của mấy bà mẹ chồng truyền thuyết như trên phim. Anh Quân cũng rất thương mẹ. Hẳn là mẹ Huệ phải là người thương con thương cháu lắm. Đến khi đã chuẩn bị xong xuôi, mới thấy chị Linh ấm theo con đến cùng với chị Vân. Cả hai đến liền ngồi luôn vào bàn ăn, cũng chẳng hỏi han gì mẹ chồng cả. Lúc ăn xong thì lại muốn về ngay, không có ý định ở lại giúp dọn dẹp. Mấy người họ hàng thấy thế, bèn lên tiếng hỏi. Linh với Vân ở nhà gần, sao không thấy sang vụ việc bà Huệ? Giờ cũng không ai ở lại dọn cùng à? Chị Linh hất mặt, nhớ mày đáp. Có việc gì đâu mà phải đến phụ, đặt nhà hàng làm cả đấy rồi thôi. Đến rồi ngồi mà nhìn nhau à? Bao nhiêu là việc sau đó thôi, thím tư chưa vào cửa, đã đến phụ giúp từ sáng sớm rồi. Chị Vân lúc này cũng nhảy ra. Thím tư chưa cưới Nên lấy lòng bái thế thôi Có được bao lâu ấy thì ai mà biết Thư đang đứng lau bát đĩa Vừa rửa xong Nghe lời Vân nói cũng không dễ chịu Cô cũng không phải là quả hồng mềm Dễ bóp nắn Càng không phải loại sợ phiền phức Nên nhịn miệng bỏ qua Không phải tự nhiên Mà một người phụ nữ Mới 25-26 tuổi như Thư Có thể lên được chức trưởng phòng Của một công ty lớn Ngoài năng lực Thì tài ăn nói cũng không phải sạng vừa Thư nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Vân một cái rồi bình tĩnh nói. Thế chị Vân cho em xin chút kinh nghiệm đi nhỉ? Chị chắc phải hiểu rõ quá đấy chứ. Nhưng mà cũng hơi tiếc, con người em vẫn còn biết tôn trọng người lớn, nên chỉ học từ chị phần lấy lòng thôi nhá. Vân nghe vậy thì tức giận xa mặt. Thím có ý gì? Thư vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, còn cười cười với Vân và mấy người họ hàng. Thì em có ý gì đâu, chỉ là muốn nói dù sao sau này, Em và mẹ Huệ cũng ở chung Học cách chăm sóc cho mẹ cũng là chuyện nên làm thôi Mấy người họ hàng nghe thế cũng gật gù Đúng rồi đấy Mẹ chồng con dâu Thì phải quan tâm chăm sóc nhau Thì gia đình mới yên ổn được Thím Vân cũng phải học hỏi thím thư nhiều vào đấy Vân bị nói đến tức điên lên Vừa bị đâm trọt Lại còn bị cả đám họ hàng xuống vào xỉa sói Ai mà dễ chịu cho nổi chứ Mặt hầm hầm đi lại gần Linh Mắt vẫn trừng trừng nhìn thư Miệng nói nhỏ cái con thư này cũng dám nói đều em Chưa vào cửa mà đã thế này Cưới xong thì còn thế nào nữa đấy Linh nhan mặt Nó mà vào nhà này rồi Thì tao với mày cũng phải ăn mệt đấy Nó mà theo phe bà Huệ thì càng chết Rửa dọn xong cả 10 mâm cỗ Thì đã mệt xã người May mắn còn có mẹ Huệ và cô em họ lo giúp đỡ Mới xong nhanh thế Cả buổi chỉ thấy mẹ Huệ loay hoay Làm hết mọi việc Thư cũng hơi buồn bực tìm kiếm hình bóng quân Chẳng biết anh đang làm gì mà không đến phụ mẹ Quân đang ngồi lại nói chuyện với anh cả. Anh đi làm xa hiếm có dịp được trở về. Hai người nói đến quên trời quên đất. Thư chỉ biết thở dài. Còn Linh và Vân thì đã chạy về từ lâu. Trước khi đi còn đem theo cả đống đồ ăn và hoa quả về. Mẹ Huệ chăm lo cho nhà này quá tốt. Sau cùng lại chẳng thấy ai quan tâm. Mấy chị sau kia còn khinh khi ra mặt thế này. Có lẽ bà ở đây cũng không được thoải mái gì. Thư càng thương người mẹ chồng này, thầm nhủ trong lòng, sau này nhất định sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Cùng mẹ Huệ tiễn khách ra về xong rồi cũng đã muộn. Thư xin phép tạm biệt trở về nhà. Lúc đó, mẹ Huệ còn gửi cho cô giỏ hoa quả, đem về biếu bố mẹ ruột cô. Bà ấy thân thiết chu đáo như người thân ruột thịt với Thư vậy. Tất bật chuẩn bị suốt mấy tháng. Cuối cùng rồi cũng đến ngày cưới. Mẹ Huệ đứng ra chuẩn bị hết mọi thứ rất cẩn thận. Lúc trao quả cưới, mẹ Huệ còn trao cho cô một chiếc dây chuyền vàng. Cầm tay cô xúc động đến rơi nước mắt. Mẹ nói, tuy của ít lòng nhiều sau này nhất định sẽ yêu thương Thư như người thân. Thư vô cùng cảm động, ôm lấy bà gọi mẹ. Tình cảm mẹ con thắm thiết, nhưng vào mắt một vài người thì lại không phải là chuyện cần quan tâm. Linh trốn mắt ngạc nhiên, suýt kêu to thành tiếng. Bà ta cho con Thư vàng ư, đúng là không thể tin nổi. Vân ngồi bên cạnh, đảo đảo mắt nghi ngờ. Bà ta thì lấy đâu ra tiền chứ? Chả lẽ trước khi ba mất để lại à? Cũng không biết để lại bao nhiêu nữa. Linh trầm ngâm, sau đó thở dài một tiếng. Sạp tới, lại có thêm một người cần ré trứng. Sau đám cưới, Thư đã xin nghỉ một tuần, để cùng quân đi hưởng tuần trăng mật. Lại chẳng ngờ anh nhận được lệnh gấp, phải tham gia vào một vụ án mới. Vậy là kế hoạch cũng phải rời lại. Mẹ Huệ an ủi cô, kỷ trăng mật sau khi quân phá án xong rồi lại tiếp tục. Tình cảm vợ chồng của cả hai mới là quan trọng nhất thôi. Ở nhà một tuần phụ giúp mẹ chồng một phần việc nhà, Thư lại càng cảm thấy bà tốt tính, Mẹ Huệ chu đáo vô cùng. Sáng nào cũng dậy sớm, nấu cơm sáng cho cả nhà. Vì anh Quân không thích ăn ở ngoài, chỉ quen ăn cơm ở nhà. Với cả mẹ cũng nấu luôn cho cả mấy đứa cháu, con Linh và Vân nữa. Vân phải ra ngoài bán cá từ sáng sớm thì cũng có thể hiểu được. Nhưng còn Linh, chỉ việc ở nhà chăm con mà cũng không thấy đến vụ giúp mẹ chồng đâu ăn gì thì cũng thật là quá đáng. Chị ta chỉ nằm ngủ đến khi mẹ Huệ đến gọi dậy, đưa con sang nhà mẹ Huệ ăn cơm rồi chở con đi học. Xong xuôi, lại trở về nhà đóng cửa chơi điện thoại. Nhà cửa có khi mẹ Huệ phải đến dọn dẹp súp. Đến giờ cơm trưa cơm tối, cũng đưa con sang bên này ăn cùng cho vui, nên chẳng thấy nấu ăn gì bao giờ. Đến tối đi ngủ, thư nằm cạnh quân, hơi thở dài nhỏ nhẹ mà nói. Anh này, hai chị dâu đối xử với mẹ không tốt lắm nhỉ? Quân cũng chỉ có thể lắc đầu mệt mỏi đáp. Anh thì không thường ở nhà, nhưng chỉ cần nghe hàng xóm bàn tán cũng đủ biết. Mẹ Huệ tuy không phải là mẹ ruột Nhưng mà lại xem anh như con ruột mà chăm sóc Em phải thương mẹ nhiều đấy Đừng có như hai chị dâu Anh buồn lắm Em biết mà Mẹ cũng thương em như thế Sao em nỡ để mẹ buồn Anh cứ yên tâm Buổi chiều Lúc Thư đang quét sân Linh ở nhà đối diện chạy xa Vậy vẫy tay với cô Thư vào đây đã Thư đặt trổi xuống Theo Linh vào nhà chị ta Bên trong nhà cũng có Vân ngồi sẵn đấy Hai chị gọi em đến có chuyện gì sao? Vân đang gọt hoa quả, nghe cô hỏi thì cười đáp. Thím từ nhà nhạy quá, trưởng phòng công ty lớn có khác. Thím ăn táo đi, chị Linh cũng ăn đi, em mua nhiều lắm đấy. Linh ngồi xuống, kéo tay Thư ngồi xuống cùng. Thím mới về đây, có gì không biết cứ hỏi hai chị nhé. Vâng, vậy thì tốt quá. Đợi Thư ngồi xuống bên cạnh, Linh lại tiếp tục nói. Mà thím thấy mẹ Huệ là người như thế nào? Thím cứ nói thật đi nhé. Thư cũng chẳng có gì phải xấu, nghĩ sao liền nói vậy. Em thấy mẹ Huệ rất tốt, chu đáo, lại còn thương con thương cháu nữa. Chị Vân ngồi đối diện nghe thế thì bĩu môi. Thím mới về đây nên mới thế thôi. Thím chưa hiểu hết con người bái, chứ bái là sống giả tạo lắm. Trước cưới ba cũng vì tiền đấy chứ đâu. Mà ba đang khỏe mạnh, cưới bà ấy chưa bao lâu thì đổ bệnh. Cũng không biết là bái có phải sao trổi xui xẻo gì không nữa. Linh cũng tiếp lời, Đúng vậy, bà ấy hay tay may lắm, tím nên cẩn thận chuyện tiền nong vào. Con gái ruột bái lấy chồng gần đây, đôi lúc lại bỏ rút chỗ này chỗ kia mang đến cho con gái. Chị với Vân cũng thường xuyên mất vặt nhiều lắm, nhưng mà cũng không muốn nói xa là mất hòa khí. Hai chị là khuyên tím thế thôi, để tím cẩn thận đôi chút. Sống ở chung, nhiều chuyện xảy ra mà. Ngay cả hai người sùng vẻ chân thành đó nói, Thư cũng hơi nhăn mày lại. Cô xưa nay ghét nhất là người trộm cắp, nghe đến thôi cũng đã hơi khó chịu rồi, lại có chuyện như thế nữa, chị Linh xa bề khó xử? Thím mà không tin, thì chị cũng không có cách nào khác đâu. Dù sao thì cũng khuyên Thím như thế thôi. Kẻo sau này có gì mất ấy, lại không biết thế nào mà tìm, gây xích mít lại không nên. Cầm lấy que gỗ, xiên một miếng hoa quả đem lên cho thư Vân nhẹ giọng nói: mà chuyện này, Thím đừng có nói lại với chú Quân nhé Chị không muốn có chuyện khó xử trong nhà đâu chỗ chị em với nhau Nên chị mới nói cho tím thôi Thư gật đầu Vâng, em hiểu mà Em xin phép ra quét xong nốt cái sân ạ Chờ cho Thư đi khuất Vân ngồi chống cằm mắt đảo qua lại Chị nghĩ nó có tin mình không? Linh nhàn nhã híp mắt Dựa lưng vào thành ghế sofa Chưa chắc đã tin Nhưng mà nó không tin Thì mình làm cho nó tin Có gì khó đâu Nghe mấy lời mà hai chị sâu nói Thì Thư có hơi suy nghĩ So với hai chị sâu Thì cô tin mẹ Huệ nhiều hơn Nhưng mà cũng thật sự cô ở đây không lâu Chưa hiểu hết chuyện Nếu đã có nghi ngờ Vậy thì thử một chút Hôm ấy trước khi đi làm Tôi đứng ở phòng khách nói vọng vào với mẹ Huệ Đang dọn dẹp trong bếp Mẹ ơi con muộn giờ đi làm rồi Nhưng lại có một chỗ tiền chưa kịp đếm xong Mẹ giúp con cất vào phòng cái nhá Con đặt trên bàn ấy Mẹ Huệ nghe thế thì liền bảo Ừ muộn rồi thì đi nhanh đi Mẹ dọn xong ở đây rồi ra cắt ngay cho Thấy mẹ trả lời Thư mới rời đi Chỗ tiền đó cô đã đếm qua Tất cả 42 triệu Đợi trưa nay lại đếm lần nữa xem sao Đến giờ tan làm Thư liền đi thẳng về nhà Cất xe rồi đi vào Mẹ Huệ đã nấu xong hết cơm Dọn nhà vô cùng sạch sẽ Mẹ à, mẹ làm nhiều việc thế này có mệt không? Cứ để đó con về làm phụ mẹ được mà Mẹ Huệ cười cười Đổ mấy món ăn ra đĩa Có gì đâu, Mẹ ở nhà mỗi mấy việc này thôi mà, cũng không thấy mệt gì. Con đi làm mệt rồi, sao lại để con giúp thêm việc nhà chứ? À mà mẹ này, hôm nay có ai đến nhà mình không thế? Suy nghĩ một lát, cuối cùng mẹ Huệ lắc lắc đầu. Không có, mẹ ở nhà cả buổi cũng không thấy có ai qua. Có chuyện gì không con? Không có gì đâu ạ. À? Tư trở về phòng, thấy số tiền đã đặt gọn ở trên bàn trang điểm, ngồi đếm lại cẩn thận thì lại chỉ thấy có 40 triệu thiếu mất 2 triệu. Mà hôm nay không có ai đến nhà, chả lẽ chuyện này vẫn chưa thể kết luận được gì, cũng không tận mắt nhìn thấy, không nên vội vàng kết luận bậy, phải từ thêm lần nữa vậy, lần này phải quan sát cẩn thận hơn. Một hôm được nghỉ làm, tôi đặt ví tiền trên phòng khách, ví đã mở ra, mấy tờ tiền lộ ra bên ngoài, sau đó chạy lên lầu, nằm trong phòng nghe ngóng. Một lúc sau, đã nghe được giọng của mẹ Huệ. Cái con bé thư này, Sao lại để ví tiền lung tung thế kia, lỡ mất lại không biết. Không bao lâu sau, đã nghe được tiếng gõ cửa. Thư này, ví tiền con để quên dưới phòng khách đấy, phải cất cho cẩn thận chứ. Thư nhận lấy ví tiền từ tay mẹ Huệ, tươi cười đáp lời. Vâng, lúc nãy con quên mất, con cảm ơn mẹ nhiều nha. Đợi mẹ Huệ rời đi, Thư liền mở ví đếm lại tiền, ban đầu cô đếm 5 triệu, bây giờ vẫn còn đúng 5 triệu. Chuyện này đúng thật là lạ khi thì mất lúc thì không nếu mà mẹ huệ không có vấn đề gì thế thì hẳn hai bà chị dâu của cô phải có vấn đề rồi đợi đến ngày hai bà chị dâu đến chơi thư liền đem một cọc tiền xuống trước mặt hai người ngồi đếm đếm rồi lại thở dài xa vẻ mỏi mệt linh và vân thấy thế thì lại cảm thán thím thư đúng là giàu có quá nhỉ chỉ biết mệt vì đếm tiền thôi trả bù cho hai chị muốn đếm cũng chả có mà đếm nếu không ấy thì tím để hai chị đếm giúp cho thư chỉ đợi có vậy liền hớn hở nói được hai chị giúp thì lại tốt quá em thì lại không mấy cẩn thận cứ sợ đếm sai thôi chỗ này em còn chưa biết bao nhiêu đây linh nghe thế thì liền nháy mắt với vân hai người ăn ý cười thầm thư thì nằm hẳn lên sofa không ngó ngàng gì ở phía dưới chưa lại chỗ cho hai người bọn họ tiện bề hoạt động đếm xong rồi nhá tím thư Tất cả là 75 triệu đây. Thư lúc này mới ngồi dậy, có hơi kinh ngạc lên tiếng. Ôi, chỉ có 75 thôi á, thế mà bà kế toán lại bảo em là 80 triệu. Cái bà này đúng là lẩm cẩm quá mà, làm ăn thế này là không được, em phải gọi hỏi cho ra lẽ mới được. Bực tức, diễn y như thật, Thư gọi ngay cho bà chị làm kế toán của công ty, lớn giọng nói. Cái chị này làm ăn kỳ quá, bảo là đưa cho em 80 triệu, thế mà lại chỉ có 75, chị làm thế mà được hả? Chị kế toán ấy cũng bực bội khoát lại. Ở cái con bé này hay thật đấy. Chị đếm tiền bằng máy, chứ có đếm bằng tay đâu mà sai được. Bảo 80 là 80. Mày đếm sai rồi lại đổ lỗi cho chị đấy à? Chị còn chối nữa. Hai người chị dâu của em vừa mới đếm xong đây này. Làm sao mà sai được chứ? Chị đã bảo là chị đếm tiền bằng máy rồi đấy. Chị dâu của mày còn tính đúng hơn máy chắc hả? Mà có chắc ấy là chị dâu mày muốn tính đúng không đã kìa có khi lại thiêu mất vài tờ đâu đó trong người rồi cũng nên. Mày đi hỏi lại chị dâu mày đi đã nào. Thư nghe điện thoại, con mở loa ngoài ngay trước mặt Linh và Vân. Cả hai nghe xóm một một lời của chị kế toán nói, mặt lúc trắng lúc xanh. Thấy chuyện có vẻ khó, hai người liền tìm cách rút lối. À, đây rồi tín tư, lúc nãy có mấy tờ nó lẩn vào trong gầm bàn mà chị không biết. Đúng 10 tờ luôn đấy, là 5 triệu. Thế là tổng 80 là đúng rồi đấy, cứ ngỡ hành động chót lọt. Ai ngờ mọi hành động của cả hai không thoát được khỏi mắt thư. Rõ ràng là vừa lấy từ tay áo ra, lại còn bảo là dưới cầm bàn. Đúng là thứ người trơ chẽn, không có liêm sỉ, vừa ăn cắp vừa la làng. Chính mình mới là người hay tay máy tay chân, thế mà lại còn muốn đổ sang cho mẹ Huệ. Thế này thì cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Hai triệu mất cắp trước đó cũng ở trong tay một trong hai bà chị sâu quý hóa này mà thôi thư thì chả tiếc gì hai triệu, quan trọng là nhìn rõ được bộ mặt thật của người ta thôi." Thư cười nhạt, nhìn chằm chằm vào Linh và Vân, ra vẻ ngạc nhiên, đầy châm chọc. "Ôi, thật sao ạ? À? Đúng là không ngờ được nhỉ. Hai chị làm sao mà lại lấy cắp được chứ? Cũng chỉ có thể là rơi đâu đó thôi, may mà tìm ra được, chứ không có lại khiến chị chịu tiếng oan mất." Nụ cười linh cứng đờ trên môi, răng nghiến chặt, tức giận mà không thể làm gì, cả hai người kéo nhau rời đi. Từ hôm đó, Thư cũng không mấy nể nang gì hai người chị sau này nữa. Mỗi sáng cô dậy sớm giúp mẹ Huệ nấu đồ ăn sáng. Lúc mẹ Huệ muốn sang nhà gọi chị Linh dậy, thì cô vội ngăn lại. Mẹ cứ ngồi đây đi, chị Linh là người lớn, chả lẽ đến việc tự mình thức dậy cũng không làm được ư. Mẹ cứ kệ chị ấy đi. Mẹ Huệ trước nay đã quen chăm lo chu toàn, lại lo lắng con dâu cả là chị Linh trách móc, thế nên nghe Thư nói liền hơi sốt ruột. Thế này có được không con? Tình nó trễ giờ đưa con đi học thì sao? Thư biết mẹ chồng mình hiền lành, có thể nói là hơi nhu nhược, mềm yếu, cho nên mới bị mấy bà chị sâu đè đầu cưỡi cổ thế này. Bây giờ cô đã có ý bảo vệ mẹ, vậy đừng nghĩ đến chuyện có người đến gây chuyện với mẹ. Mẹ đừng có lo, chị ấy lớn như thế rồi, phải chăm sóc cho con chị ấy nữa mà. Mình nấu cơm sáng cho chị ấy là tốt lắm rồi đấy, phải để cho chị ấy biết tự lập chứ. Nếu mẹ có mệt ý, thì cứ lên nằm nghỉ tiếp đi, con tự mình nấu được mà lúc nào nấu xong ấy con gọi mẹ dậy nghe con sâu nói vậy mẹ huệ cũng nghe theo vốn cũng đang mệt bà lại lên lầu nằm nghỉ một chút quả nhiên linh không có người gọi thì ngủ quên lúc tỉnh dậy đã sát giờ học của con tức giận chửi mấy câu nhanh chóng sửa soạn rồi đưa con đi học sau khi về chị ta hùng hùng hổ hổ chạy sang nhà đến trước mặt mẹ huệ mà quát lớn mẹ làm cái gì mà không gọi con dậy hả Mẹ có biết tại vì mẹ mà con của con muộn giờ học không? Nó còn chưa kịp ăn sáng nữa. Mẹ chỉ việc mỗi này cũng không làm được là sao chứ? Chị ta quát một chàng dài. Thư đứng ra chắn trước mặt mẹ Huệ. Lớn tiếng phản bác lại lời chị ta. Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải người khác gọi dậy chứ? Chỉ mỗi việc tự mình dậy còn không làm được. Thì chị còn làm được cái gì? Mà chị cũng không có vấn đề gì về trí tuệ đâu, đúng không? Linh nghe được lời của Thư thì càng điên lên xông đến muốn đánh thư. Nhưng mà thư từ nhỏ đã mạnh mẽ, còn học qua võ để rèn luyện thân thể. Người yếu ớt, suốt ngày chỉ biết ăn rồi nằm chơi như Linh. Rõ ràng là không động được vào một cọng tóc của cô. Ngược lại, thư tránh sang bên cạnh, làm chị ta không dừng lại được. Theo đà đổ ập xuống sàn nhà một cú đau điếng. Không thèm để ý đến chị Linh kêu gào, chửi sủa, lạnh nhạt mà nói. Từ nay, em sẽ nấu cơm sáng. Nếu mà chị dậy được sớm, thì cứ đưa cháu sang đây ăn còn không được thì thôi đừng có trông chờ ỉ lại vào mẹ nữa chị đã lớn từng này rồi chả lẽ chút chuyện này cũng không làm được ư nói xong cũng không để ý nhiều nữa đưa mẹ huệ về phòng rồi đi làm từ sau hôm đó chị linh ít sang nhà hẳn nhưng mà vào giờ cơm thì vẫn đến đều đều chị linh trước giờ tính lười biếng đâu thể thay đổi được ngay thư đã rõ không ưa chị ta ra mặt nên cũng chẳng cần nể nang gì trực tiếp mà nói thẳng với chị ta Chị không nấu ăn ở nhà được sao? Em thì em không tiếc chút tiền ăn. Nhưng mà chị cũng có con nhỏ rồi. Nên tự mình chăm sóc cho con. Cứ ỉ vào mẹ hiền lành nên cứ lấn lướt như thế. Thì ra thể thống gì nữa hả? Chị Linh cũng có cãi lại mấy câu. Nhưng người sai vốn dĩ là chị ta. Cuối cùng cũng đành ấm ức bỏ đi. Đã quen không cần bỏ tiền mà vẫn có ăn. Linh tuy nấu ăn ở nhà. Nhưng mà nguyên liệu hầu như đều lấy từ mẹ Huệ. Khi thì xin ít sầu muối. Lúc lại sang xin ít rau ít thịt được mấy ngày thì sai hẳn con gái sang xin cơm và thức ăn luôn ngày hôm đó đang trong giờ cơm con gái chị linh bê cây bát chạy sang nhà con bé kéo kéo áo thư nhỏ giọng nói thím ơi cho con xin bát cơm được không ạ thêm cả thức ăn nữa con bé mới 7 tuổi gương mặt bầu bĩnh đáng yêu càng nhìn lại càng thấy thích thư ôm lấy bé đặt lên ghế lại lấy bát giấy cơm đưa lên trước mặt thôi con ăn cơm ở đây luôn nhé hôm nay tìm nấu ít lắm không mang về được đâu. Bé mở đôi mắt to tròn nhìn thư, giọng ấp úng. Nhưng mà mẹ con bảo đem về à? Không sao đâu, con cứ ăn ở đây đi. Mẹ con là người lớn cơ mà, mẹ con tự ăn một mình được. Lúc này bé con mới chịu ngồi ăn. Thư cũng chẳng tiếc gì chút đồ ăn. Với lại bé con đáng yêu thế này thì lại càng không. Nhưng mà với mẹ của con bé thì lại khác. Không có lý nào lại đi nuôi không một người tay chân lành lặn suốt ngày ăn rồi lại nằm chơi được cơm nước xong xuôi thư có giữ con bé ở lại ăn thêm chút bánh trái hoa quả xem tivi với mẹ huệ một lát rồi mới đưa bé về lên ở nhà đợi mãi cũng sốt ruột đã quá bữa còn chưa được ăn cơm khiến bụng chị ta xéo lên mấy đợt lại không muốn đụng mặt với thư nên vẫn ngồi yên ở nhà chờ đợi lúc con gái trở lại với cái bát trống linh nhíu mày hỏi sao muộn thế này con mới về cơm đâu thịt đâu Bé con ngây thơ trả lời mẹ, theo đúng lời thư nói. Tím bảo hôm nay nấu ít lắm, không đem về được ạ. À? Tím chỉ cho ăn ở nhà tím thôi. Linh nghe vậy, liền bực tức chửi mấy câu. Cái con nhỏ thư này đúng là láo tuét mà. Sau lần này, Linh quả thật cũng thành thật hơn, cũng không thường xuyên đến làm phiền nhà thư nữa. Nhưng mà chị ta đã lười biếng thành thói, không đi ăn trực ấy, thì cũng không nấu cơm, cứ để con gái lúc thì ăn mì gói, lúc thì ăn cơm hộp. Thỉnh thoảng thì cũng gửi con sang nhà Thư ăn một bữa đàng hoàng. Thư cũng rất yêu thích bé con. Mỗi lần bé đến, đều nấu thêm vài món. Cuộc sống cũng xem như khá yên bình. Hôm nọ, vừa đi làm về đến nhà, đã ngửi được mùi hôi khó chịu. Thư đi qua nhà tìm xem thứ bốc mùi ấy. Cuối cùng lại sừng ở tủ lạnh. Sừng như mùi hôi đó phát ra từ tủ lạnh. Vừa mở tủ ra, đập vào mắt thư là nguyên một túi cá ươn đã bốc mùi đang hoang mang thì thấy mẹ huệ đi chợ về từ ngoài cửa vội vàng chạy xa hỏi mẹ mẹ ơi sao mẹ lại mua cá bốc mùi rồi thế này để trong tủ đã hôi cả căn nhà luôn rồi đấy ăn cá này vào thì chỉ có nước nhập viện thôi mẹ huệ cũng hơi ngạc nhiên mẹ đâu có mua cá đâu à chắc là của chị vân đem sang đấy lúc sáng nó để vào tủ rồi đi luôn mẹ còn chưa kịp trả tiền nữa thư nghe xong cũng đủ hiểu mọi chuyện chị vân bán cá không hết để lâu ngày đến bốc mùi sau đó lại đem bán cho mẹ chồng tiền cá thì lúc nào cũng lấy cao hơn bán ở ngoài chợ thế mà lại đem tới toàn là cá hôi cá hư thư liền nói lại với mẹ chồng mẹ đừng có nấu cá này ăn vào nguy hiểm lắm để con ra ngoài mua thêm ít thịt về làm cơm với lại mẹ đừng có trả tiền cho chị vân vội cứ để đấy con trả cho chờ mẹ chồng gật đầu thư mới yên tâm đi chợ buổi chiều sau khi đi làm về thư cầm theo túi cá sang nhà chị vân lúc này chị linh cũng đang ở đó không muốn nhiều lời thêm thư trực tiếp vào chuyện chị vân này em tới trả tiền cá lúc sáng một cân rưỡi hai trăm ngàn sau này chị không cần đem cá đến nữa đâu em có thể tự đi mua vân bực bội nói lại thím làm thế là sao không mua chỗ người nhà mà lại đòi đi mua chỗ khác thím nói vậy có nghe được không chứ chị vân này Em xem chị là người nhà nên mới làm thế đấy. Trừ chị cứ đem vài đợt cá như hôm nay đến nữa, thì làm sao mà không có chuyện được. Cá đã bốc mùi rồi, chị mới đem sang cho mẹ. Tiền thì lúc nào cũng lấy cao hơn cả bán ở ngoài chợ. Em đem số cá này đến trả lại luôn cho chị đấy. Cá này ăn vào, có mà nhập viện ngay. Vân vẫn còn muốn chối. Cá này thì có sao? Cá thì có mùi tanh thôi. Cho chút sấm vào là hết mùi ngay. Thím thì cứ thích gây chuyện. Chị nói cái gì thế? Cá thế này rồi, mà chị nói ăn là ăn thế nào nữa nhà còn có mẹ huệ đã có tuổi đôi lúc còn có con gái nhà chị linh sang nhà chơi nữa người lớn thì sức khỏe tốt hơn còn đỡ chưa để mẹ với con bé ăn phải thì làm sao thôi em không muốn nói thêm nữa sau này em tự đi chợ mua được chị không cần đem cá ế sang đâu nói xong thư đi thẳng một mạch về nhà vân ở sau vẫn phụng phỉu quay ra than vãn với linh nó cứ thích làm to chuyện ra cá vẫn còn ăn được chứ đâu Linh ghé lại gần người một cái, liền lập tức che mũi tránh xa. Cá này, mày để mấy ngày rồi đấy à? Thứ này mà mày cũng nhét sang cho bà già đó được. Sau này tao cũng không dám để con sang nhà bà tan cơm nữa đâu. Cuối cùng, chị Vân vẫn nhất quyết giữ cá lại ăn. Quả nhiên nửa đêm, bụng chị ta đau dữ rồi. Con gái cũng khóc lóc ôm bụng. Không còn cách nào khác, đành phải chạy sang đập cửa nhà Linh nhờ trở đi viện. Linh nửa đêm đang ngủ bị gọi dậy, thì bực tức chửi ầm lên sau rồi gọi thêm cả quân sang giúp đỡ. Thư cũng tỉnh dậy theo, nhà chị Vân bị ngộ độc thực phẩm, phải nằm viện hết mấy ngày. Sau khi xuất viện, thì cũng bớt gây chuyện lại. Sau khi quân phá án xong vụ án lớn, anh xin nghỉ với cấp trên để bù lại kỳ trăng mật với Thư. Tình cảm cả hai lại càng thêm khăng khít. Xem như Thư cũng đã có một hôn lễ trọn vẹn. Đi đến rất nhiều nơi du lịch, Thư và quân cũng không quên đem về một ít quà cho mẹ Huệ. Về nhà, mẹ Huệ đã đứng chờ sẵn, vui mừng đón con trai và con sâu. Trong lúc đang kể lại một vài chuyện thú vị trong chuyến đi cho mẹ Huệ, Tư lại thấy trong bếp hình như có bóng người. Hỏi xa mới biết đó là Ly, em họ của chị Linh, mới từ quê lên chơi mấy tháng. Khoảng thời gian Tư đi vắng, Ly thường xuyên chạy sang giúp đỡ mẹ Huệ làm việc nhà. Mẹ Huệ còn khen Ly vừa siêng năng, vừa hiểu chuyện. Việc nhà bên chị Linh đều là cô làm hết, còn rất nhiệt tình sang giúp đỡ mẹ Huệ. Bác ơi, Cháu nấu xong rồi đấy ạ, à? cháu phải về trước đây, kẻo chị Linh lại chờ. Cô gái tên Ly đó đi xa, là một cô gái trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, gương mặt thanh tú, ưa nhìn, dáng người cũng rất chuẩn. Ly nhìn thấy Thư, vội lên tiếng chào. Em chào chị ạ, à. chị là chị Thư, con dâu út của bá phải không ạ? À? Em có nghe bác kể về chị, trông chị bên ngoài còn xinh tươi hơn trong ảnh nhiều Thấy Ly vừa xinh xắn, vừa ngoan ngoãn, lại còn giúp đỡ cho mẹ huệ rất nhiều tôi cũng hơi có thiện cảm nhẹ nhàng nói chào em thời gian này làm phiền em quá chị với anh quân công việc bận rộn nếu mà em có rảnh cứ qua đây trời với mẹ huệ cho vui nhé vâng quân đang cất đồ đạc trên phòng lúc này cũng đi xuống ly vừa nhìn thấy anh thì đã đứng hình ngơ ngác nhìn không chớp mắt quân là cảnh sát dáng người hiển nhiên vừa cao lớn sắn chắc gương mặt góc cạnh lạnh lùng chính là kiểu đàn ông trưởng thành đáng tin cậy mà các cô gái đều mong ước. dĩ nhiên ly cũng không phải là ngoại lệ. vừa nhìn thấy đã lập tức mê luyến. thư nhìn theo ánh mắt ly thấy người ly nhìn là chồng mình ngay lập tức thấy cảnh sát. trực giác của phụ nữ cho biết ly nhất định đang có ý xấu với quân. cô liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh chồng mình khẳng định chủ quyền. thư ôm lấy cánh tay quân cười nói: chồng ơi chiều nay chúng ta cùng với mẹ đi ăn ở nhà hàng một bữa đi. Quân nhìn vợ mình dịu dàng nũng nịu, ngay lập tức nở nụ cười cưng chiều. Nghe theo em hết. Quân ôm ấp một lát, thư mới giả vờ giật mình, quay ra cười xin lỗi với Ly. Ôi em quên mất, còn có Ly ở đây. Chị xin lỗi nhá. Anh Quân, đây là Ly, em họ của chị Linh từ quê lên chơi mấy tháng đấy. Quân chỉ theo phép lịch sử, nhìn thoáng qua Ly một cái, rồi lại nhìn sang thư, giọng đều đều. Chào em. Vốn nghĩ để Ly nhìn thấy tình cảm vợ chồng ngọt ngào ân ái Ly sẽ biết khó mà lui Nhưng đi lại không theo lẽ thường Thấy quân lạnh lùng lại cưng chiều ấm áp với Thư như vậy Ly lại càng thêm muốn có được người đàn ông này Cô trẻ hơn, mặt đẹp, sáng đẹp Thì có gì mà không so được với Thư chứ Người đàn ông tốt như quân Đúng là quá khó tìm Đẹp trai, công việc ổn định Lại yêu thương vợ Không thể chê điều gì Nếu như anh là người đàn ông của cô thì tốt biết mấy. Từ ngày gặp quân, Ly lại càng thường xuyên sang nhà phụ giúp mẹ Huệ. Ngay cả cách ăn mặc cũng thay đổi đa dạng hẳn. Lúc trước, chỉ mặc áo phông quần xin. Bây giờ kiểu dáng phong cách gì cũng mặc. Từ tục nữ dịu dàng, trẻ trung đáng yêu, trưởng thành thanh lịch. Mà trộn hơn hẳn, vẫn là mấy cái áo quần ngắn cũn cỡn, đầy quyến rũ. Phải công nhận là Ly đẹp, sáng người không có chỗ nào chê, vòng nào cũng chuẩn chỉnh. Nhưng mà đó là với người khác còn với quân ấy phụ nữ cũng chỉ chia làm hai loại là thư và không phải thư là thư thì thế nào anh cũng thấy đẹp còn không phải thư thì anh không quan tâm ly dĩ nhiên là thuộc loại thứ hai quân đến nhìn kỹ cũng không muốn có chăng cũng chỉ cảm thấy cách ăn mặc của giới trẻ thật sự là quá mức táo bạo rất không thích hợp sự khác lạ của ly đến cả chị linh cũng nhìn xa nhìn cô em họ đứng trước gương ngắm qua ngắm lại trên người là chiếc áo hai xây trắng mỏng manh và chiếc quần đùi ngắn cũng miễn cưỡng lắm mới che được quá mông linh tạc lưỡi nói mày có ý với chú quân đấy à ly tỉnh bơ đáp lại vâng em thích ai nhỉ người chỉ đâu mà đẹp trai quá đáng đúng là gu của em phải nhanh chóng chiếm lấy mới tốt linh ngạc nhiên nhìn cô em họ trước nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện nay lại nói xa lời khó tin như thế linh cũng phải giật mình nhìn lại Mày có còn tỉnh táo nữa không đấy Ly? Chú Quân có vợ rồi đấy. Con thư ấy không phải dạng hiền lành. Chờ mày ngồi trên đầu trên cổ đâu. Đến tao ấy, còn nhìn ra được mày có ý với chú Quân. Thì làm sao mà nó không nhìn ra được? Mày coi chừng ấy, nó đánh cho đấy. Ly cười khinh khỉnh, xoay xoay một vòng trước hương. Nhìn chị họ mình hỏi. Chị trông em có đẹp không? Quan sát từ đầu xuống chân một lượt, Linh cũng phải suýt xoa trước thân hình Ly. Đẹp. Thì đấy, em còn trẻ lại xinh đẹp như thế này có người đàn ông nào mà lại từ chối được chị cứ chờ mà xem em sẽ khiến cho anh ấy tự động bỏ vỡ sau đó lấy em về linh vẫn thấy không tin tưởng được mày đừng có ở đó mà mơ còn từ mà để yên cho mày quyến rũ chồng nó chắc vậy thì tìm cơ hội lúc chị ta đi vắng là được rồi quan trọng ấy là anh quân phải ở nhà đến cả linh cũng không ngờ được ly lại có gan lớn đến như thế thật sự đã khiến cho Quân phải ở nhà. Hôm ấy, Ly vẫn sang nhà phụ mẹ Huệ như thường, cho dù trước đó thư đã có ý đuổi khéo cô ta đi. Mẹ Huệ lại không chịu nổi nhiệt tình từ Ly, cuối cùng không còn cách nào khác, đành để Ly đến giúp. "Cháu đem địa táo này lên phòng thằng Quân giúp bác là được. Cháu cứ đem đặt lên bàn nhé, không cần ở lâu trong phòng đó đâu. Quân nó không thích người khác vào phòng đó lắm." Nhận ra thời cơ đã tới, ly ngay lập tức đồng ý lên đến phòng quân ly còn ngắm nghía xung quanh một lượt sau cùng dừng mắt trên tấm ảnh cưới của quân với thư cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt thư trong tấm ảnh ghen ghét trong lòng nổi lên âm độc ảo tưởng đã xé nát tấm ảnh thay thế hình thư bằng chính mình nhất định tôi sẽ thay thế chị trở thành vợ của anh quân còn chị chỉ là người bị bỏ rơi có thể chui vào một góc mà khóc lóc cứ chờ mà xem quân vừa tắm xong mở cửa phòng thì đã thấy ly ở trong phòng mình chăm chú nhìn vào tấm ảnh cưới treo trên tường không thích có người tự ý vào phòng mình nhưng ly là khách cũng không thể quát mắng gì chỉ lạnh giọng hỏi em làm gì ở đây thế ly hơi giật mình nghe thấy giọng quân thì lấy lại tinh thần điều chỉnh sắc mặt rồi quay lại cười nói bác nhờ em đem táo lên cho anh thôi mà hình cưới của anh chị đẹp quá nên em mới nhìn một chút em xin lỗi Ừ, anh sắp phải ra ngoài. Em không cần để táo đây đâu, cứ đem xuống nhà đi. Nói rồi quân cũng đi khỏi phòng, Ly cũng theo sau đi xa. Ánh mắt cô ta hiện lên nham hiểm. Lúc quân đi đến bậc cầu thang, cô ta liền ném địa táo xuống sàn, rồi hét lên một tiếng. Sau đó lao thẳng về phía quân. Mượn lực đẩy ngã anh lăn xuống cầu thang. Sự việc xảy ra quá nhanh, không kịp né tránh. Quân chỉ kịp nhanh chóng ôm tay che chắn đầu mình. Cả cơ thể ngã lăn theo cầu thang tiếng hét của ly kiến mẹ huệ đang ở trong bếp hốt hoảng chạy xa nhìn thấy quân ngã xuống tỷ ngay lập tức đến bên cạnh gọi cho 115 lúc thư nhận được tin lập tức chạy đến bệnh viện quân đã được băng bó xong xuôi may mắn chỉ bị gãy tay trái thế nhưng mà thế này cũng phải xin nghỉ làm hết mấy tuần ly đứng bên vừa khóc lóc vừa xin lỗi kể lại là lúc đó do nhìn thấy con chuột nên mới hoảng sợ khiến cho anh quân xảy ra chuyện người ta đã khóc lóc xin lỗi thành tâm như thế người xung quanh cũng vây quanh xem lúc này mà thư không tha cho lý thì hẳn sẽ trở thành người xấu trong mắt tất cả mọi người con nhỏ đi này đúng là không phải hạng tầm thường bây giờ đang ở nơi công cộng gây chuyện lại càng khó coi thế nên thư đành phải cho qua nhưng mà móc mỉa vài câu thì không thể thiếu được rồi em vẫn còn biết mình có lỗi là tốt lắm rồi em trước đó mà cũng nghe lời hiểu chuyện như thế này thì đã chả có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ? Ly đang ra vẻ đáng thương tội nghiệp. Dù có tức giận, cũng chỉ dám cúi đầu trừng mắt, nghiến sang nhẫn nhìn. Chỉ cần qua chuyện này, cô sẽ có cơ hội ở cạnh anh quân nhiều hơn. Sớm muộn gì cũng sẽ đạt được mục đích. Đến lúc đó, cô ta nhất định sẽ khiến cho Thư phải đẹp mặt. Sau khi quân xuất viện, Ly lại càng đến tưởng xuyên hơn. Lần nào cũng sang tỏ vẻ hối lỗi, muốn chăm sóc quân đến khi anh khỏe lại hẳn. Thư nhiều lần đụng mặt Ly, đem hoa quả gì đó sang thăm. Trên người thì mặc mấy bộ đồ, chỗ cần che thì không che, trông vô cùng phản cảm. Thư liền trực tiếp nói thẳng. Em ăn mặc kiểu gì thế này? Nhà chị còn có anh Quân là đàn ông. Em nên giữ ý tứ một chút đi chứ. Em mặc thế này, có khác gì là không mặc đâu. Bây giờ mà cần thêm cái mũ bảo hiểm đứng bên cột, thì ai cũng biết em làm nghề gì luôn rồi đó. Ly đang muốn ngẩng đầu cãi lại, thì nhìn thấy quân đứng phía sau thư từ bao giờ. Đầu chợt nảy số, cô ta ngước đôi mắt long lanh, đầy nước, nhìn quân, ấm ức nước nở. Anh quân, em biết là chị thư không thích em, nhưng mà làm sao có thể nói em như thế chứ? Em quý bác, quý anh chị, cũng là muốn chuộc lỗi với anh quân, nên mới tưởng xuyên sang đây. Sao chị ấy có thể sỉ nhục em như thế chứ? Em... Nói đến đó, đi đã ôm mặt khóc nước nở. Cô ta đoán chắc Quân cho dù chưa có tình cảm với mình, thì ít nhất cũng sẽ thấy nên lịch thiệp với phụ nữ. Hơn nữa, không một người đàn ông nào chịu nổi trước một cô gái đang khóc. Lại còn là một cô gái có nhan sắc, hiểu chuyện, điềm đạm đáng yêu. Chiều này tuyệt đối có tác dụng. Nhưng mà cô ta lại không biết, quân không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, đứng bên cạnh Thư, lại nhạt nói. Thư nói đúng đấy, cách ăn mặc của em khiến anh rất khó xử khi ở gần đấy cả gương mặt đang khóc của ly chợt cứng đờ không thể ngờ được quân lại sống như những gì cô nghĩ nhưng mà càng vậy cô ta lại càng muốn chinh phục lần này không được thì nhất định lần sau phải được về lại nhà linh ly chạy ngay lên phòng liên lạc với một người bạn cũ muốn mua một vài thứ sau khi cúp máy đi chạy xuống tìm linh chị linh chị nghĩ sao nếu em trở thành em dâu của chị linh thở dài nhìn cô em họ Mày vẫn chưa chịu từ bỏ à? Chuyện chú quân bị gãy tay cũng do mày cố ý phải không? Mày nhanh chóng rút khỏi chuyện này đi, không có tốt đẹp gì đâu. Đến lúc có chuyện, lại đừng có bảo là do chị không khuyên mày. Ly không bỏ cuộc, cô ta cũng không nghĩ mình sẽ thất bại. Lần này còn có thêm cả công cụ, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu. Chị này, bà tư đó kêu căng như vậy, chị ở dưới tay chị ta phải chịu bao nhiêu là ấm ức rồi. Chị cứ muốn như vậy mãi sao? nếu em là em dâu của chị thế thì cái nhà này không phải là đã vật trong túi chúng ta rồi sao nghĩ đến viễn cảnh ly vẽ xa linh có chút sao động chị ta ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng ra quyết định nói đi mày cần chị giúp gì hôm đó sáng sớm linh đã sang nhà tìm mẹ huệ mẹ ơi hôm nay mẹ đi mua sắm với con một chút đi con gái con cũng cao hơn trước rồi đồ cũ mặc có chút chật mẹ đi lựa giúp con mấy bộ đồ cho cháu có được không Mẹ Huệ nghĩ đến cháu thì cũng không nỡ từ chối. Nhưng mà lại nghĩ quân đang ở nhà một mình, liền do dự nói. Sao con không rủ con bé Ly đi cùng ấy? Mẹ còn phải ở nhà chăm sóc cho thằng quân nữa. Linh kéo tay mẹ Huệ, giọng ngon ngọt dỗ. Lì nó phải đi cùng bạn mất rồi. Con bé đến đây cũng mới quen được mấy người bạn. Con không muốn ảnh hưởng đến nó. Còn chú Quân ấy, mẹ không phải lo. Con bảo Ly đem đồ ăn sáng sang cho chú ấy là được. Chú ấy ở nhà cũng có làm chuyện gì khó đâu mà mẹ cứ phải lo. Được rồi, đợi mẹ thay bộ đồ đã. Hai người ra khỏi nhà không lâu, Ly đã bê một bát phở sang nhà quân. Cô ta chở anh đến bàn ăn, rồi bắt đầu nhập vai, diễn cảnh hối lỗi. Anh quân, chuyện hôm qua em xin lỗi, em cũng đã biết lỗi sai của mình và sửa lại cách ăn mặc rồi. Em xin lỗi đã khiến cho anh khó xử. Quân cũng không muốn làm khó một cô gái, cũng chẳng dư sức mà quan tâm chỉ ậm ừ mà nói không sao ly cắn môi ánh mắt thâm trầm nhìn anh em đi rót cho anh ly nước nhé ly quay lại vào trong bếp một lúc rồi đem một ly nước ra đặt trước mặt quân anh vừa cầm ly nước lên đã cảm nhận được tầm mắt nhìn chăm chú của ly nhận ra có điều không ổn quân đặt ly nước xuống nhẹ giọng nói với ly hình như lúc nãy anh thấy chưa đóng cổng thì phải em ra xem rồi đóng lại giúp anh có được không ly chỉ chăm chăm nhìn quân cầm ly nước lên nghe lời anh nói thì đành ra xem tử nhân lúc cô đi xa quân đổ ly nước rồi đặt ly rỗng trên bàn anh quân cửa đã khóa rồi ạ à? quân cười cười ái ngại nói chắc là anh nhớ nhầm làm phiền em rồi nhìn thấy anh cười với mình đi làm gì còn chút bực bội gì nữa chứ liếc mắt sang nhìn chiếc ly rỗng trên bàn ly lại càng vui vẻ hơn anh uống hết nước rồi ạ à? ừ Thấy thái độ này của Ly, Quân lại càng chắc chắn ly nước đó có vấn đề. Ăn sáng xong, Quân lại quay về phòng, Ly chờ thêm một lát, sau đó mới chạy lên phòng anh, mở cửa, liền thấy anh đang ngồi dựa vào ghế, gương mặt có phần mệt mỏi, Ly liền đoán ngay thuốc mê đã có tác dụng, ngay lập tức bước đến gần anh. "Anh Quân, sao em lại vào đây?" Không để ý đến câu hỏi của anh, Ly càng đi đến gần, vươn tay muốn chạm vào điền bị anh tránh đi cô ta cũng không để ý cười nhẹ một cái rồi ghé sát bên tai quân thì thầm anh anh có thấy buồn ngủ không nếu có thì cứ ngủ đi nhé em giúp anh quân không biết cô ta muốn làm cách gì nên cũng phối hợp diễn theo anh nhắm mắt ngã lên giường giả bộ ngất đi thấy anh không còn động đậy thì vội vã leo lên giường tay cởi luôn bộ váy dài đang mặc trên người cô ta ghé vào người quân cầm điện thoại chụp lại vài tấm ảnh. Tiếp đó lại vươn tay, muốn cởi đồ áo trên người anh. Ly vừa cởi được nút áo đầu tiên, tay đã bị cắm chặt lại. Sau một tiếng cạch vang lên, Ly đã cảm thấy trên tay hơi lạnh lẽo. Một chiếc còng tay kim loại đã đeo lên cô ta. Cô là cảnh sát, thói quen giữ còng tay trên người đã tập quen từ lâu. Sử dụng cũng vô cùng thuần thục, một tay cũng đã khóa lại được Ly. Còn chưa hiểu chuyện gì, Quân đã ngay lập tức đứng dậy, lấy tấm chăn cuốn người ly thành cái bánh trưng, bước lên giường, rồi nhanh chân chạy khỏi phòng, đóng cửa lại. Khi tư nhận được điện thoại của Quân bảo về gấp, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vào nhà, liền thấy Quân nhàn nhã ngồi uống trà dưới phòng khách. Mẹ Huệ cũng không thấy đâu. Trên lầu còn phát ra tiếng kêu la. Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Quân chỉ về phía căn phòng của hai người trên tầng 2, cũng chính là nơi phát ra tiếng kêu. Thư bán tín bán nghi đi lên, mở cửa phòng xa. Một người bị cuốn trong chiếc chăn đập thẳng vào mắt. Không ai khác chính là Ly. Miệng cô ta vẫn liên tục kêu gào. Anh Quân, mau mở còng tay cho em đi, anh Quân. Thư nhìn chuyện thế này, liền hiểu hết mọi chuyện. Tức điên la vào, giật phăng chiếc chăn cuốn trên người Ly ra. Quả nhiên là chỉ có mỗi nội y. Không thèm nghĩ ngợi gì nữa, lập tức tát thẳng vào mặt Ly mấy cái. Sau đó kéo cô ta xuống tầng. Ly hoảng loạn, kéo lấy chăn che lại cơ thể. Bị Thư kéo ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Cho đến khi ra khỏi cổng nhà, cô ta vẫn không ngừng kêu gào Thư, mau thả cô ta ra. Thư lại không thèm để ý, kéo cô ta đến trước cửa nhà chị Linh, đập cửa. Lúc này Linh và mẹ Huệ đã về, vẫn đang ở trong nhà Linh chơi với cháu gái. Tiếng đập cửa hùng hổ khiến cả hai chật mình vội vàng chạy xa. Nhìn thấy Ly nhát nhác chỉ cuốn mỗi cái chăn bị ném dưới đất, vẫn liên miệng mắng chửi. Linh liền biết cái kế hoạch của Ly đã bị thất bại hoàn toàn. Nhưng dù gì cũng là em họ mình, Linh vẫn muốn bênh vực. Chuyện gì thế này thím thư? Thím làm gì con bé thế? Thư hử lạnh một tiếng, đá vào người Ly đang nằm dưới đất. Chị đi mà hỏi em gái chị đấy, đúng là đổ chơi chẽn. Đã biết rõ là người ta đã có vợ, còn cố ý dụ dỗ Đúng là cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Nếu đã thiếu dạy dỗ như thế Thì tôi không ngại giúp chị đâu Tiếng ồn ào Khiến người xung quanh chú ý Hàng xóm kéo nhau ra xem Chỉ chỉ trò trò Linh còn nghe được tiếng mấy bà hàng xóm chỉ dầm Nói Lý không biết xấu hổ Đã dụ dỗ Còn bị vợ người ta bắt ngay tại trận Có người nói Linh đã đổ không biết dạy dỗ em gái Để nó làm ra chuyện xấu mặt Tuy có tức giận với Ly Nhưng dù gì cũng là người nhà Linh lại đổ lỗi sang cho Thư Việc nhà không để giải quyết trong nhà lại đem ra ngoài cho người ta bàn tán. Thím thứ có chuyện gì thì bình tĩnh đã nào? Sự việc còn chưa rõ ra sao? Chưa rõ hả? À? Chị chưa rõ ở đoạn nào? Tôi nói cho chị rõ. Em gái chị cởi sạch đồ, muốn bỏ lên giường với chồng tôi. Bị anh ấy còng tay lại đây. Linh vừa giận, vừa sợ người ta chỉ sầm bàn tán. Cô nhỏ giọng nói. Thím cứ bình tĩnh đã. Dù sao, cũng là người nhà với nhau cả. Cần gì phải... Thư bực mình, cắt ngang lời chị ta, lớn giọng khoát. Ai là người nhà với cô ta hả? Người nhà của chị, chứ không phải là của tôi. Tôi không có đứa em gái nào hư thần mất nết, không có liêm sỉ như thế này. Chị đã không dạy dỗ nó, mà còn bênh vực. Hay là chị cùng một ruột với nó? Không lẽ vì tôi nói chị mấy câu, mà chị đưa cô ta đến đây, muốn phá hoại gia đình tôi? Người xung quanh nghe Thư nói, thì lại càng xì xầm to hơn. Ai cũng nghi ngờ, Linh muốn phá hoại hạnh phúc nhà người ta nên mới bày ra chuyện này. Có mấy người phụ nữ còn trực tiếp chửi linh là đồ đàn bà độc ác, khiến chị ta không kìm được mà hét lớn. Mấy người im hết đi, có phải chuyện của mấy người không mà nói hả? Mấy bà hàng xóm nguyết linh một cái, nói lại ngay. Chúng tôi thích thế đấy. Cô có tật giật mình hay là gì? đúng là đồ đàn bà rắn rết mà. Linh giận mà không thể nói. Chị ta chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như thế này tất cả chính là do con thư ban tặng. Sau chuyện này, Ly bị trả về quê. Linh tỷ đi đến đâu cũng bị người ta chỉ sầm bàn tán. Chị ta tức giận, lại không thể rút vào đâu. Không ngờ cái con bé Ly nhìn thế mà lại nham hiểm quá đấy nhỉ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình xong mà. Vân ngồi bên cạnh Linh, lắc đầu mà nói. Linh đã tức chuyện này, nghe Vân nhắc lại thì lập tức quát lên. Còn từ đó thế mà dám bêu xấu tao, hại tao đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, con nhỏ đáng ghét đó. Vân lần này lại đồng tình với thư. chuyện này cũng là do con ly nó gây chuyện trước. lúc đó nó chưa bị con thư đánh ngay ngoài đường đã là may mắn lắm rồi. phải em ấy thì em đã cho nó thêm vài cái tát nữa kìa. chuyện này có phải lỗi của con thư đâu? mày im đi, tao đã bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như thế này đâu. tất cả là tại con thư, tao nhất định sẽ không để dễ dàng cho nó qua như vậy được đâu mấy tháng trôi qua thư đã báo tin vui mẹ huệ và quân đều chăm sóc cô vô cùng cẩn thận đến cả vân cũng chúc mừng mấy câu còn linh lại đem đến một chậu cây kim ngân đến tặng thấy cũng đẹp là loại cây may mắn thư điển đặt nó vào trong nhà nhưng cũng từ đó trong nhà có chút lạ thường suy nhặng trong nhà nhiều vô cùng trông thật là khó chịu dù có dùng thuốc diệt côn trùng cũng không bớt đi được bao nhiêu chết lớp này lại thêm lớp khác hơn nữa thư thường xuyên người thấy mùi hôi thối cũng có chút sống mùi máu không biết có phải vì đang trong thời kỳ thai nghén nên như thế hay không bởi vì chỉ có mỗi mình cô người được trong lòng thư cảm thấy không yên đôi lúc nửa đêm sẽ gặp ác mộng đáng sợ rồi tỉnh dậy lúc tỉnh lại lại không còn nhớ được gì nữa dần dà sức khỏe thư yếu đi thấy rõ phải xin nghỉ việc tạm thời ở công ty để dưỡng thai quân cũng thường xuyên ở nhà hơn chăm sóc vợ vô cùng tỉ mỉ tuy nhiên nhìn thấy thư vẫn càng ngày càng yếu đi lại thường xuyên đau đầu chóng mặt hôm đó thư đang muốn đi xuống bếp xót ly nước lúc đi ngang qua nơi đặt chậu kim ngân bỗng dưng lại người được mùi vô cùng khó chịu đầu óc choáng váng suýt chút nữa đã ngã ra sàn nhà may thay quân lại chạy đến đỡ kịp tay anh không cẩn thận gạt phải chậu cây khiến nó rơi vỡ xa tiếng đổ bể làm mẹ huệ lập tức chạy đến sau khi xem xét thư không có chuyện gì xảy ra Mới chú ý đến chậu kim ngân vỡ dưới đất Trong lớp đất còn có một vài thứ rất kỳ lạ Quân quý đầu quan sát kỹ Mới nhận ra trong đất Có lẫn rất nhiều cỏ xạ hương khô Anh tức giận vô cùng Cỏ xạ hương chính là vật cấm đối với phụ nữ mang thai Thế mà người nào lại độc ác đến mức Để thai phụ ngày ngày Ngửi mùi xạ hương như thế này chứ Ngoài cỏ xạ hương Mẹ Huệ còn ngửi được chút mùi máu tanh hôi thối Bới hai lớp đất ra Mới thấy một bọc đen gói ghém cẩn thận vừa mở ra thì mọi người đều giật mình là một tấm bùa vàng biết ngoằn ngoèo mấy chữ được thấm một nửa trong máu có lẽ là máu động vật để lâu ngày đã bốc mùi hôi thối kinh khủng bên cạnh còn có mấy màu xương gà tuy không hiểu gì về bùa chú cả nhưng mà thư cũng từng nghe nói qua những thứ dính tới máu hay xương động vật gì đều không lành mang tính nguyền rủa lòng mọi người đều lạnh ngắt sao lại có người độc ác đến như thế bỏ xạ hương rồi lại thêm bùa chú gì đây nữa tuy quân và thư không tin về mấy cái bùa chú cho lắm nghĩ những biểu hiện mệt mỏi gần đây của thư là do cỏ xạ hương nhưng mà mẹ huệ lại vô cùng tin tưởng vô cùng sợ hãi chạy đi thắp hương cho tổ tiên khấn xin phù hộ cho mẹ con thư Chậu kim ngân là linh tặng dĩ nhiên là phải tìm linh để hỏi chuyện hôm đó quân gọi cả anh cả chồng của linh từ xa về gấp cả vân sang nhà nữa anh cả còn chưa hiểu chuyện gì vừa về đã lập tức chạy sang nhà quân thấy vợ mình đang trắng mặt đứng một chỗ, gia đình em út thì mặt đầy giận dữ nhìn vào Linh. Có chuyện gì thế? Anh cả vừa đi vào vừa nói, quân tức giận chỉ vào chậu kim ngân vỡ với một đống cỏ xạ hương lẫn vệ đất và bọc bùa chú trên bàn. Anh xem chị giàu đã tặng cái gì cho vợ em đây? thử đang có thai, người mùi xạ hương rất dễ gây thai lưu. Thế mà chị ấy tặng hẳn một đống xạ hương như thế này đây. Hơn nữa, mấy cái bùa ngải này là thứ gì? Thứ này là thứ chị tặng cho vợ tôi được à? Nếu mà hôm nay không phát hiện ra, thì Thư còn phải chịu khổ như thế nào nữa đây? Sao chị có thể độc ác như thế? Linh cúi gằm mặt không nói. Ban đầu chị ta còn chối đây đầy, bảo không biết gì. Nhưng quân vốn là cảnh sát, thẩm vấn qua bao nhiêu tội phạm rồi. Sao có thể để chị ta qua mắt được chứ? Cuối cùng, Linh cũng không cãi lại câu nào nữa, im lặng thừa nhận. Anh cả sững sở nghe quân nói, lại nhìn vợ mình với vẻ không tin tưởng, "Linh, em làm sao có thể làm ra chuyện độc ác như thế này?" Chị ta cúi gằm mặt, quỳ hẳn xuống sàn khóc lóc. "Chồng ơi, em sai rồi, em biết lỗi rồi, anh giúp em cầu xin đi, em thật sự biết lỗi rồi mà." Anh cả thất vọng ôm đầu, nhìn người vợ mình kết hôn hơn 10 năm nay, vẫn không thể hiểu được tại sao cô ta lại thay đổi đến thế, trở thành người độc ác mưu hại cả một đứa trẻ chưa ra đời. Linh ơi là Linh, sao em có thể làm ra chuyện độc ác như thế này chứ? Nếu nhà em sao có xảy ra chuyện gì thật, làm sao có thể không hận em cả đời chứ? Linh vẫn khóc lóc cầu xin, nhưng mà anh cả quyết không nhúng tay vào chuyện này. Người bị hại là gia đình Thư và Quân. Mọi chuyện đều để cho hai người quyết định. Thư và Quân tuy sẵn, nhưng cũng không thể bác chị tha vào tù. Chỉ là sau này không có ý muốn gặp lại nữa. Anh cả đã biết đơn ly hôn với Linh đưa chị ta trở về quê mẹ, mặc cho chị ta có cầu xin khổ sở thế nào. Anh cả cũng chuyển công tác về gần nhà để chăm sóc cho con gái, cũng thường xuyên gửi bé cho mẹ Huệ trông giúp. thư sau lần đó đi khám thai kỹ càng, bác sĩ bảo do hít phải nhiều xạ hương, tinh thần lại có hơi căng thẳng cho nên mới dẫn đến tình trạng như vậy, sau này chỉ cần chú ý cẩn thận hơn, tinh thần thoải mái thì lại không có vấn đề gì nữa. Thời gian sau bụng thư ngày một lớn đi lại cũng hơi khó khăn cũng may có mẹ huệ ở bên cạnh suốt thỉnh thoảng vân cũng sang phụ giúp đôi chút việc nhà tính tỉnh vân cũng không quá xấu hơn nữa cũng chăm sóc thư rất nhiều trong thời gian mang thai đến sinh con cho nên tình cảm đôi bên cũng được gắn kết còn linh thư cũng không còn ghét hận gì chị ta nữa nhưng mà anh cả lại quyết tâm ly hôn thỉnh thoảng mới để cho chị ta đến thăm con gái thư đôi lúc cũng khuyên anh cả nên nghĩ đến tình cảm vợ chồng nhiều năm. Có thể bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Nhưng rồi cũng đó là chuyện của nhà anh cả, cô cũng không thể xen vào quá nhiều. Thư sinh được một bé trai kháo khỉnh, đặt tên là Minh. Mọi người trong nhà hòa hợp, tình cảm vợ chồng thám thiết. Xem như cuộc sống hôn nhân đã hoàn toàn viên mãn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Cô dâu hư trong nhà. Và có lẽ là phụ nữ mà lười biếng ngồi lên mách lèo, vu oan xá họa hay là đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta thì đều chả có kết cục gì tốt đẹp đâu, đúng không ạ? Mà có lẽ bây giờ phụ nữ cũng nên làm chủ cuộc sống, hiểu biết và xào lòng vị tha như thư thì ắt hẳn là sẽ có cuộc sống gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Và quý vị và các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại những dòng bình luận của các bạn để cho Radio 2 được biết và phục vụ quý vị và các bạn ngày càng tốt hơn nữa nhé. Còn bây giờ, Hồ Nụ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình đọc truyện tiếp theo.